Kha Già Quá Hằng Hồ Túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, với phước báo mà chúng con đã trong sạch trong thời kinh lễ bái, tam bảo và thọ trì, bát quan chay giới, chúng con kính dâng mic đến cả tất cả các chư thiên, phù hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến với quý sư, quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong room Phật giáo Nam truyền. Mong rằng với phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, phần lễ bái tụng lễ bái tam bảo và thọ tam quy bát quan chay giới đã xong. Dạ, con trễ một phút, con xin sám hối. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sông Khai Giá. Trước tiên, trên lễ Chư Tôn, Thiền Đức Tăng, trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tiên nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cầu Phật ngôn 391. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Ratanatayasawanda mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hicchetakko Lokassasattha Chana Dhammakko Vido Vanda Mahantang Narappu Chana Yakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài Phật trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế ngài đã tinh tường, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tam mô Bát Đi Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nó Mạnh Tha Sa Vi Na Ca Rô Cô Sắp Bà Nhu Bút Thập Bà Thi Phù Thi Sành Nhá Tô Hoàn Đà Má Hình Tăng Ná Rập Phù. Cha này gia cần pháp bảo quy như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật Tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thô chú gá ta sá sá quá khô sách thà chú ca mô quá rá thầm má sách khá khô liền đà bách sân xà đi á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tầng đá rắc phù. Cha này giá cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Câu Phật ngôn 391. Trước khi đi thẳng vào đề tài này, xin phép để tri ân một thi chủ, một Phật tử ở trong room này với cái tên ở ngoài đời là Nguyễn Anh Tú. Nguyễn Anh Tú đã gửi cho chúng tôi tất cả là 300 đô, 100 đô là cá nhân và 200 là lo cho cái room Phật giáo Nam truyền này. Nhưng mà chúng tôi không biết vị nào ở trong room này tên ở ngoài là Nguyễn Anh Tú để tri ơn. Và quý vị biết rằng cái room này chủ trương thuần túy về Phật pháp, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không bàn về chính trị. Và điều thứ ba là không kêu gọi tài chánh. Thì với ba cái tôn chỉ đó, cái room này tồn tại trên 12 năm. Thì ở đây, vị nào có tên là Nguyễn Anh Tú
có tâm lòng hướng về đạo tràng này, ủng hộ cho room này 200 đô. Thì chúng tôi xin tri ơn. Bởi vì khi nãy giờ cũng tìm hiểu mà không biết cái vị nào ở trong này. Nhiều khi đây là những anh hùng vô danh, những vị làm phước mà không muốn mình được bà con chú ý, cho nên âm thầm. Đúng rồi, Nguyễn Anh Tú. Thì chúng tôi mới nhận được hôm qua, thì cũng cầu chúc, không biết là nam hay là nữ đây, cầu chúc đạo hữu và gia đình luôn được an vui tiến hóa trong sự tu tập của giáo pháp. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 391, chúng ta xin đọc trước. Yassakaye na vācāya. Câu số 2. Manasa natthi dukkha taṃ. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ. Bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. Saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi. Và câu số 4. Tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Đọc lại lần thứ ba. Yassakaye na vācāya manasa natthi dukkha taṃ saṅbhūtaṃ tī hi thāne hi tamahaṃ brūmi brahmaṇaṃ. Khi mà quý vị chia ra làm hai câu để mà đọc á, thì chữ đúc cá tăng kéo dài chữ tăng này, chứ không phải tới chữ tăng là hết hơi ha. Nếu mà tới chữ tăng này là một trường âm mà quý vị hết hơi, không kéo dài ra, thì chúng ta nghe hụt hơi. Và chúng ta nghe nó giống như một đoạn âm. Cố gắng. Nếu quý vị dừng lại cuối câu số 2 thì chữ tăng này phải kéo dài. Đó là cách đọc về trường âm, đoạn âm theo dòng kinh.
Còn bây giờ qua giọng kệ thì đây là một cái câu kệ dễ đọc, 8 từ ha, phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng rồi, 8 từ. Đám mầm thì chúng ta chia làm 2. Khi chúng ta chia làm 2 thì chúng ta sẽ có được 44 ha. Qua dòng kệ thì tương đối rất dễ. Ya sakaye na vacha ya manasana ti dukkha tang sambhutang ti hi thane hi tamahang pru mi brahmanang. Ya sakaye na vacha ya manasana thì đúng ca tầng sẵn vô tăng tí hi tha nê hi ta ma hăng phu mi brahm ma nặng. Thêm lần nữa cho đủ ba ha. Ya sa ca ye na wa cha ya ma na sa na thì đúng ca tầng sẵn vô tăng hi tí hi tha nê hi ta ma hăng phu mi brahm ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Wow, sao hôm nay tôi đai nhiều quá vậy nè? Mới đó mà coi như tứ diệu đế đã xuất hiện ha, bốn vị. Rồi xin mời. Năm nữa là ngũ căn hay ngũ lực đầy? Sáu là lục căn hay lục trần? Đủ rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được trả bài. Câu pháp cú 391. Dạ, không biết tại sao cái màn hình của con nó thu lại còn nhỏ xíu, con cũng không biết tại sao nữa, nó không đủ cái bài kinh nữa. Dạ. Dạ. Dạ, con xin phép trả bài. Dạ. Sakaye na vacha yamanasa natthi dukkha tang sang vu tang ti hi tha ne hi ta ma hang pru mi brahma nang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yat trường âm nhấn, xá đoạn âm, ka ye hai trường âm thông thường, na đoạn âm, qua cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, má ná hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, đúc trường âm nhấn, cá đoạn âm, và tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat sakka ye na wa cha yamana sa nát thí dukkha tăng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, u đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti trường âm thông thường, hí đoạn âm, tha nê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, và năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang vu tăng tì hi tha nê hi tá má hằng pru mí brahm má năng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Yat sakka ye na wa cha yamanasa nat thi đúc ca tăng
sang vu tăng tì hi tha nê hi ta ma hằng pru mi pram ma năng yak sa ca ye na wa cha ya ma na sa na thi đục các tăng sang vu tăng tì hi tha nê hi ta ma hằng pru mi pram ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể lại. Và xã ca. Và con xin lặp lại. Và xã ca dê nà hoa cha ya mana sanat thì đúc ca tăng sang vũ tăng ti thì tha đê hi ta ma hăng pro mi pram ma năng. Dạ con đã đọc và kể xong, có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe rõ không? Dạ, tại con mất cái phone đó, con mất nghe. Bên Mỹ bây giờ đó là năm mới, nhưng mà ở nước Việt Nam hay mấy nước khác thì có lẽ là ngày khác rồi, ngày thứ hai. Nhưng mà con cũng chúc năm mới quý vị được một năm được an vui, vậy thôi. Quý vị nghe rõ ha? Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 391. Yasaka ye na wa cha yamanasa nak thi duk kha tang sam buk tang ti hi tha ne hi tamahang bro mi ram ma nang. Đọc lần thứ hai nữa cho chắc căng. Yasaka ye na wa cha yamanasa nak thi duk kha tang sam buk tang ti hi tha ne hi tamahang bro mi ram ma nang. Phân tích câu 1, câu 2. Giác trường âm nhắn, xá đoạn âm, kha dê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, hoa cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, câu số 2, má ná hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, nát trường âm nhắn, thí đoạn âm, đúc trường âm nhắn, khá đoạn âm, tăng trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4 phân tích. Giá sa kha dê ná hoa cha yamanasa nát thí đúc khá tăng sam buk tăng ti hi tha ne hi ta ma hằng pro mi ram ma năng. Sam sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú trường đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti trường âm thông thường, hí đoạn âm, tha nê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bro trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại hết nguyên bài. Sam vú tăng tì hi tha nê hi ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Giác sa kha dê na hoa cha yamanasa nát thi đúc kha tăng sam vú tăng tì hi tha nê hi ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Giác sắc khà dê na hòa cha yamanasa nát thi đúc khà tăng sầm vúc tăng tì hi thà nề hi ta ma hằng prum mi ram ma năng. Làm gì ta? Ca kệ. Giác sắc khà dê na hòa cha yamanasa nát thi đúc khà tăng sầm vúc tăng tì hi thà nề hi ta ma hằng prum mi ram ma năng. Yasake yaksakaye na wajaya mana sanakti dukkha tang sambuktang tihi thanehi tamahang romi ramanang. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn.
ta gọi Bà La Môn là cái tiếng dịch ra từ Ramana ha, chứ không phải ông Bà La Môn, mà chắc chắn cũng không phải khoai môn, khoai lang, khoai từ gì hết. Dạ, con đọc xong rồi, con có sai xin sư sửa nha. Con xin trả máy nhường lại quý vị kế tiếp ha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, để con kéo bài xuống. Con xin đọc bài ạ. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi đúc ca tăng sằng vu tăng tì hi thà nề hi tam ma hằng pro mi pram ma nằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ca ye là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, qua cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi đúc cát tằng. Câu 3 và câu 4. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha nê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sằng vu tằng tì hi thà nề hi ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi đúc ca tăng sằng vu tăng tì hi thà nề hi ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Con xin kể ạ. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi đúc ca tăng sằng vu tăng tì hi thà nề hi ta ma hằng pro mi pram ma nang. Yasaka ye na wa cha ya ma na sa na thi đúc ca tăng sằng vu tăng tì hi thà nề hi ta ma hằng pro mi pram ma nang. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con xin xuống mic. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, kính cảm ơn sư, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con thân mời Đấm Em. Dạ, con xin kính lễ quý sư và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin được đọc câu kinh Pháp Cú số 391. Yasaka ye na pa cha yamana sa na thi đúc ca tăng sằng vu tăng tỷ tha nề ta ma hằng phù mi rầm ma năng. Yasaka ye na pa cha yamana sa na thi đúc ca tăng. Dạ, câu công cho con xin kết bài. Kéo cái bài xuống. Yas là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, va là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má là đoạn âm, ná là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nắc là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka ye napa cha yamanasa nakti dukkha tăng sằng vu tăng tỷ tha nề hí. Câu 3 và câu 4. Tamahang phu mi sằng vu tăng tỷ tha nề hi tamahang phu mi dhamma năng.
Vậy chắc con có sai chút. Câu 3 và câu 4. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ti là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Tha là trường âm thông thường. Nê là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Tá là đoạn âm. Má là đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Râm là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat saka ye napa cha yamana sa nakti dukka tang sang vu tang ti hi tha ne hi tamahang vu mi đầm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà La Môn. Dạ, bữa nay cho con xin phép con kệ thử. Dạ, sắc. Dạ thôi con cũng không biết kệ. Dạ con xin xuống, con xin hết. Xin mời quý vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Và trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc và phân tích câu Phật ngôn số 391. Yasaka ye na vacha yamanasa natthi dukkha tang sang vu tang ti thi tha ne hi tamahang brumi dhammanang. Dạ con xin phép phân tích câu số 1 và câu số 2. Yasaka ye na vacha yamanasa natthi dukkha tang yas trường âm nhấn, xá đoạn âm. Ca dê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, qua cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, má ná hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, đúc trường âm nhấn, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá sa ca dê ná qua cha giá má ná sa nát thí đúc cá tăng. Giờ con xin phép phân tích câu số 3 và câu số 4. Sang vu tăng tì hi tha nề hi tama hằng bù mi brahm ma năng. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ti trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Tha nề hai trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang vu tăng tì hi tha nề hi tá má hằng bru mí brahm má năng. Giờ con xin phép đọc lại nguyên câu. Yasaka ye na vacha yamanasa natthi dukkha tang sang vu tang ti hi tha ne hi tamahang bru mi brahma nang. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà La Môn. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phép được kể. Yasakaye na vacaya manasanatthi dukkha tang sangbhutang ti hi thanehi tamahang brumi brahmanang. Giờ con đã đọc và phân tích xong. Giờ con kính cảm ơn đạo tràng. Giờ con xin phép được xuống mất ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 391.
Yasaka yena vacha yamanasa natthi dukkha tang sambhutang tihita nehitamahang rumiram manang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat trường âm nhấn, tá đoạn âm, ka ye hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, wa cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, má ná hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, mát trường âm nhấn, thí đoạn âm, đúc trường âm nhấn, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yasaka yena vacha yamanasa natthi dukkha tang. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ti trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Tha nê hai trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Á má hai đoạn âm. Hăng trường âm thông, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru trường âm thông thường. Mí đoạn âm. Bram trường âm nhấn. Má đoạn âm. Năng trường âm thông, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sang phu tăng tì khi tha nê hi ta ma hăng ru mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 391. Yasaka yena vacha yamanasa natthi dukkha tang sang pu tang ti hi tha ne hi tamahang ru mi ram manang. Yasaka yena vacha yamanasa natthi dukkha tang sang bu tăng ti hi tha ne hi ta ma hăng ru mi ram ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con và quý cô tu nữ, con kính chào đại tràng. Con xin phép được đọc bài 391. Yasaka Yasaka yena vacha yamana sanati dukkhatam samvittam tihi thane hi tamahang buhi brahmanam. Yasaka yena vacha yamana yamana sanati dukkhatam samvittam tihi thane hi tamahang buhi brahmanam. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Yasaka yena vacha yamana sanati dukkhatam yas trường âm nhấn, sa đoạn âm, kha ye hai trường âm thông thường, na đoạn âm, wa cha hai trường âm thông thường, yas đoạn âm, mát na hai đoạn âm, sa âm trường âm thông thường, na trường âm nhấn, thí trường âm, xin lỗi, thí đoạn âm, dukkha trường âm nhấn, khá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka yena vacha yamana sanati dukkha tang. Câu 3, câu 4. Samvittam tihi tha ne hi tamahang buhi brahmanam. Sang trường âm nhấn, vít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ti trường âm thông thường, hí đoạn âm, tha nê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, buông trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm thông thường, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang vút tăng tì hí tha nê hí tá má hăng buông hí brum má năng. Dạ thưa con xin phép được kể. Yasaka yena vacha
manasanam thi dung kha tang samvin tang thi hi tha ne hi tamaham bhumi brahmanam. Với người thân miệng ý không làm các ác hành, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn và Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con, xin cảm ơn ngài, có sai xin ngài và đạo tràng giữ giúp cho con. Dạ con cảm ơn. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 391 ạ. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi duk ka tang sam vu tang ti hi tha ne hi ta ma hang pro mi pra ma na Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi duk ka tang sam vu tang ti hi tha ne hi ta ma hằng pro mi pra ma nặng. Dạ con xin phân tích ạ. Câu 1, câu 2. Jas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ca dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, wa cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, ý là âm ạ, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sam vút tăng tì hi tha nê hi ta ma hằng pro mi pra ma nặng. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đô là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bra là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Dạ con xin đọc lại cả bài. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi duk ka tang sam vu tang ti na tha ne hi hang ru mi pra ma na. Câu 3 là sam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha nê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm ạ. Con xin sám hối vì con vẫn chưa cầm cái mic, con vừa phải nhìn, con vừa phải cầm cái mic cho cũng hơi khó một tí ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. Yasaka ye na wa cha ya. Con xin sám hối. Yasaka ye na wa cha yamanasa na thi duk ka tang sam vu tang ti hi tha ne hi ta ma hang ru mi pra ma nang. Alo. Dạ, thôi con cũng chưa cầm được cái mic, con xin nếu có sai con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu, con xin xuống mic ạ. Con vẫn chưa cầm được. Dạ, Nam mô Phật Thầy, dạ, Nam mô Tham Bảo, dạ, Nam mô Sanh Khai, dạ, dạ, con kính đảnh lễ này Chư Đức, con kính đảnh lễ Chư Tăng Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, chị Thanh Hằng có muốn
anh xuống mic thì để anh Giang Nhật Hà chỉ cầm mic lại được không? Vì có muốn như vậy thì xin nhường lại. Dạ. Dạ, thôi để con trả bài. Yasakaya na vaca yamana sana thi dukkattang sanguttang te hi thane hi tamaham bhumi brahmanam yasakaya na vaca yamana sana thi dukkattang sanguttang te hi thane hi tamaham bhumi brahmanam. Yes là trường âm nhấn xá, đoạn âm ca trường âm thông thường, ca dê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, wa cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, má đoạn âm, má ná là hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, ná trường âm nhấn, thí đoạn âm, rút trường âm nhấn, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasakaya na vaca yamana sana thi dukkattang. Câu 3-4. Sanguttang ti hi thane hi tamahang bhumi brahmanam. Sang là trường âm thông thường, vút là đoạn âm, tăng là trường âm đọc nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí đoạn âm, tha trường âm thông thường, tha nê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng trường âm đập theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, măng là trường âm đập theo giọng nguyên âm. Sang quốc tằng tì hi thà nê hi tam ma hằng bùng mi brum ma nằng. Dạ, con xin mời thầy. Yasakaya na wa ya Yasakaya na wa cha yamana sana thi dukkattang sanguttang ti hi tha ne hi tamma hang punni pammanang. Với người thân miệng ý không làm các điều, không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Yasakaya na vacaya manasanatthi dukkattang sanguttanti hi thanehi tamahang bhumi brahmanam. Dạ con có sai, xin đạo tràng và sư chỉnh sửa. Dạ con xin trả mic lại cho vị kế tiếp. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính chào quý sư cô tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Yasakaya na vaca yamanasa natthi dukkattang sanguttang ti hi thane hi tamahang bhumi brahmanam. Dạ để con xin đọc lớn hơn. Yasakaya na vaca yamanasa natthi dukkattang sanguttang ti hi thane hi tamahang bhumi brahmanam. Dạ con xin phân tích câu số 1 với câu số 2. Yasakaya na vaca yamanasa natthi dukkattang. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, kaye là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, và cha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má ná là đoạn âm,
Sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đức là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là trường đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, nê là tha, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tá má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấy quý, hăng là trường âm, dạ đúng rồi, trường âm thông thường, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sam vút tăng ti hi tha ne hi tam ma hằng ru mi brahm ma năng. Dạ con xin đọc lại. Yasaka ye na va cha yamanasa nathi dukkha tang sam vút tăng ti hi tha ne hi tam ma hằng ru mi brahm ma năng. Dạ con xin kể. Yasakayena vachaya manasananti dukkatam sambutang tihi thanehi tamaham rubhi brahmanam. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Dạ con xin xuống mic để mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, thật sự niệm từ không có nghe được chị Hana, cô Hana đọc gì hết, cho nên niệm từ cũng không biết khi nào mà cô Hana Trần đã chấm dứt nữa. Dạ, bây giờ niệm từ đọc Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sân Kha. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ sư trí đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Bây giờ niệm từ xin đọc và phân tích câu pháo cú 391. Câu số 1 và câu số 2. Yasaka ye na wa cha yamana sa nap ti dukkha tang sambutang ti hi tha ne hi. Và câu số 1, yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ka là ye là hai trường âm thông thường, na là đoạn âm, wa cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Và câu số 2, má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, trúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka ye na wa cha yamana sa nat thi dukkha tăng. Và bây giờ niệm từ phân tích câu số 3 và câu số 4. Sambutang ti hi tha ne hi tamahang pu mi brahmanang. Và câu số 3, sam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha, nê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nên từ đọc lại bốn câu.
Yasaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang tihitane tamahang prumi brahmanang. Yasaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang tihitane hitamahang prumi brahmanang. Yasaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang tihitane hitamahang prumi brahmanang. Dạ, nên cô tự xin kể câu pháp cú 391. Yasaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang hitane tamahang prumi brahmanang. Yasaka yena vaca yasaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang tihitane tamahang prumi brahmanang. Với người thân miền ý không làm các ác hành, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Đình Từ đã đọc xong. Dạ, Đình Từ rất rất cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ Đình Từ thấy bàn tay của Giang Nhật Hạ. Đình Từ xin mời Giang Nhật Hạ lên ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 391 ạ. Yassaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang tihitane hitamahang prumi brahmanang. Yassaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang tihitane hitamahang prumi brahmanang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ka, ye là hai trường âm thông thường, na là đoạn âm, wa, cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má, ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassaka yena vaca yamana sanati dukkha tang. Và câu số 3 và câu số 4. Sambutang tihitane hitamahang prumi brahmanang. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha ne là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sambutang tihitane hitamahang pru. Dạ, con xin đọc lại, con bị rớt mic ạ. Dạ, con xin đọc lại đoạn cuối 4 câu. Yassaka yena vaca yamana sanati dukkha tang sambutang tihitane hitamahang prumi brahmanang. Với người thân miệng ý
không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ. Ta gọi Bà La Môn là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yasakaye na vachaya manasanat thi duk katang sangutang ti hi thanehi tamahang pru mi brahmanang. Yasakaye na vachaya manasanat thi duk katang Sanggu tang ti hi tha ne hi ta ma tang pru mi brahmanang. Dạ con đã đọc bài xong, có sai con nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời anh thính pháp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Con đảnh lễ sư Chí Đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ con đọc bài kệ 391 ạ. Dạ. Cái này bên này nó nhỏ đó. Yat sakaye na vācāya manasā natthi dukkhataṃ saṃvuttaṃ tihi thāne hi tamahaṃ bhūmi brahmaṇaṃ. Yat sa ka ye na va cha va cha ya manasa nan thi duk khat tang sang u tang ti hi tha ne hi tam hang phu mi brahma nang. Dạ con xin phân tích câu số 1, câu số 2 ạ. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ka là trường âm thông thường, ye là trường âm thông thường, na là đoạn âm, va cha là hai trường âm thông thường, ya là đoạn âm. Câu số 2, Má ná là hai đoạn âm, sa là trường thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo nhập nguyên âm. Câu 3 và câu 4, sân là trường âm đọc theo nhập nguyên âm, vu là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo nhập nguyên âm, ti hí, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Tha nê hí, tha nê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Câu số 4, tám má hăng, tám má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phu mí, phu là trường âm thông thường, mí là đoạn âm. Brahm má năng, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Là con đọc lại bài kệ. Sa ca ye na va cha ya manasa nát thi đúc ca tăng sang vút tăng ti hi tha nề hi tam hằng phù mi pram ma năng. Dạ, và được dịch bằng tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Dạ, nếu con có đọc sai hay là cái gì thiếu sót thì nhờ sư chỉnh dùm cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic nhường lại cho bị kế tiếp ạ. Dạ, mô Phật. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý thọ hữu. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu số 391. Sasa ka ye na va cha ya manasa na chi duk kha tang sang vút tăng kỳ hi tha nề hi tam hằng hù mi rầm ma năng. Yat sa ca ye na va cha ya ma na sa na thi đúc ca tăng sang vút tăng kỳ hi tha nề hi tam hằng hù mi rầm ma năng. Dạ con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Yasaka ye na va cha ya manasa na thi duk kha tang. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ka là trường âm thông thường, ye là trường âm thông thường, na là đoạn âm, va cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má ná là hai đoạn âm,
sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng giọng nguyên âm. Giờ con đọc câu số ba và số 4. Sang quýt tăng tì hi thà nê hi ta ma hằng rù mi râm ma năng. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú là trường âm, vú là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm, mí là đoạn âm, râm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, năng là trường âm. Dạ con xin đọc lại. Yasaka ye na va cha ya manasa na thi duk kha thang sang vut tang thi hi ta ne hi ta ma hang ru mi ram ma nang yasaka ye na va cha ya manasa na thi duk kha thang sang vut tang thi hi ta ne hi ta ma hang ru mi ram ma nang. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết, con cảm ơn sư và con cảm ơn thầy ràng. Con xin mời người kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 391. Yasaka ye na wa. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi duk ka tang sang wu tang ti hi tha ne hi ta ma hang pru mi brahmanang. Yasaka ye na qua cha yamana sa na thi duk ka tang sang gu tang ti hi tha ne hi ta ma hang pru mi brahmanang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yasaka ye na qua cha yamana sa na thi duk ca tăng. Yas là trường âm nhấn, xá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ca dê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, qua cha hai trường âm thông thường, giá má ná ba đoạn âm, xa trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, đúc trường âm nhấn, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc câu 1, câu 2 lại. Yasaka ye na wa cha yamana sa na thi duk ka tăng. Câu 3, câu 4. Sang ngũ tăng tì hi thà nề hi ta ma hằng pru mi pram ma năng. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tì trường âm thông thường, hí đoạn âm, tha nề hai trường âm thông thường, hí tá má ba đoạn âm,
Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru trường âm thông thường. Âm Brahm trường âm nhấn. Má đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang Quốc Tăng Ti Hi Tha Nê Hi Ta Ma Hằng Bru Mi Brahm Ma Năng. Con xin đọc lại 4 câu. Yasaka Yasaka Ye Yasaka Ye Na Hoa Cha Yamanasa Na Thi Đúc Ca Tăng Sang Quốc Tăng Tì Hi Tha Nề Hi Ta Ma Hằng Bru Mi Brang Ma Năng Yasaka Ye Na Hoa Cha Yamanasa Na Thi Đúc Ca Tăng Sang Wu Tăng Tì Hi Tha Nề Hi Ta Ma Hằng Bru Mi Brang Ma Năng Yasaka Ye Na Hoa Cha Ya Manasana thì đúc ca tăng sang vô tăng tí hi tha nê hi ta ma hăng pru ni pram ma năng. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 391. Yasaka ye na wa cha sa na thi duk ka tang sang gu tang pi hi tha ne hi ta ma hang bru mi brahm ma nang Yasaka ye na wa cha yamanasa na thi duk ka tang sang gu tang pi hi tha ne hi ta ma hang bru mi brahm ma nang. Dạ con xin phân tích. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ka ye là hai trường âm thông thường, na là đoạn âm, wa cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má ná hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, trước là trường âm nhấn, cá là trường là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vốn là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha nê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tăng là tá má hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ra là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka ye na wa cha yamanasa na thi duk ka tang sang gu tang ti hi tha ne hi ta ma hằng bru mi brahm ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết. Con xin hết, con xin cảm ơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính đảnh lễ ân đức Bằng Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 391. Yasaka ye na wa cha yamana yamanasa nat thi duk
ca tăng sang vũ tăng tỳ hi thà nề hi tá má hằng rù mi rành má năng yat sa ca về na hòa cha giá má na sa nát thi đúc ca tăng sang vũ tăng tỳ hi thà nề hi tá má hằng rù mi rành má năng yat sa ca về na hòa cha giá má na sa nát thi đúc ca tăng sang vũ tăng tỳ hi thà nề hi tá má hằng rù mi rành má năng. Dạ con xin phân tích. Yat là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ka ye là hai trường âm thông thường, na là đoạn âm, wa cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má ná là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc hay dòng nguyên âm, sân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha nê là hai trường âm thông thường, hí tá má là hai là ba đoạn âm, hăng là trường âm thông thường, ru là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Yat sa ka ye na wa cha ya ma na sa nat thi đu ca tăng sang vũ tăng tỳ hi tha nề hi ta ma hằng ru mi rành ma năng. Với người thân miệng không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phần hộ, ta gọi Bà La Môn. Dạ con đã đọc bài xong, có sai xin sư sửa cho con, và con xin xuống mic và mời người kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 391. Yasaka ye na wa cha yama nasa natthi dukkha tang sangvit tang ti thi hane hitimat hằng rùm mi rầm ma năng. Yasaka ye na wa cha yama nasa natthi dukkha tang sangvit tang ti thi mà nề hi ta ma hà ta ma hằng rùm mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Yat sa ka ye na wa cha ma na sa yamana sa na thi dukkha tang. Yat sa ka ye na wa cha Yamanasa Nathi Dukkha Tăng. Dạ con xin phân tích. Yas là trường âm nhấn, xả âm, kha, dê là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, qua, cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má á là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Yasaka ye nawa cha yamana sa nati dukkha tang. Yasaka ye nawa cha yamana sa nati dukkha tang. Sang tang ti thi tha ne hi tama hằng rùm mi rầm ma nằng. Sang gu tang ti thi ma thi hà nề hi ta ma hằng rùm mi rầm ma nằng. Dạ, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha nê là hai trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rum là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Yasaka ye na wa cha yamana sa nati dukkha tang sang gut tang ti hi tha ne hi tama hằng rùm mi rầm ma nằng. Yasaka Yasaka ye na wa cha yama na sa na thi dukkha tang sang gut tang ti thi tha ne hi tama hằng rùm mi rầm ma nằng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu à. Dạ, sau đây con cũng xin kệ. Yasaka ye na wa cha ya manasana thi dukkha tang san gu tang ti thi tha ne tamahang rum mi ram ma nang. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã mốt bài. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con kính xin ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con ạ. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ quý chư tăng và quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu ạ. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú 391. Yasaka ye na wa cha yamana sa natthi dukkha tang sang u tang ti hi tha ne hi tama hang bu mi pam ma nang. Yasaka ye na wa cha yamana sa natthi dukkha tang sang u tang ti hi tha ne hi tama hang bu mi pam ma nang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yasaka, dạ, xin sám hối đạo tràng. Yasaka ye na wa cha yamana sa natthi dukkha tang. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ka ye hai trường âm thông thường, na đoạn âm, wa cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, má ná hai đoạn âm, sa trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, đúc trường âm nhấn, khá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka ye na wa cha yamana sa nát thi đúc khá tăng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sang vu tăng tì hi tha nề hi tama hằng phù mi phầm ma nằng. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti trường âm thông thường, hí đoạn âm, tha nê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vu trường âm thông thường,
mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang quýt tăng tì hí thà nề hí tá má hằng vù mí quầm má nằng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 391. Yasaka ye na wa cha yamanasa natthi dukkha tang sang uttang ti hi tha ne hi tama hằng phù mi phạm ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Yasaka ye na wa cha ya manasana thi đúng kha tăng sang u tăng ti hi tha ne hi ta ma hăng phu mi pham ma năng. Yasaka ye na wa cha ya manasana thi đúng kha tăng sang u tăng ti hi tha ne hi ta ma hằng phu tam ma năng. Dạ con xin hết ạ. Có gì sửa nhờ ngài Chí Đức chỉnh sửa giùm con và nhờ đạo tràng sửa giùm ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài cho em. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Khăn Kha Giá. Dạ, em nhìn thấy trong cái bảng chờ còn một vị nó thành ra không có giơ tay. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu có mặt trong đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 391. Yat Saka Ye Na Wa Cha Na. Con xin đọc lại. Yat Saka Ye Na Wa Cha Ya Na Ma Yamanasa natthi dukkha tang sang vu tang ti hi tha ne hi tama hang ru mi ram ma nang. Yasaka ye na wa cha yamanasa natthi dukkha tang sang vu tang ti hi tha ne hi tama hang ru mi ram ma nang. Xin phân tích ạ. Yat là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, qua cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má đoạn âm, ná đoạn âm, sa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka ye na wa cha yamanasa natthi dukkha tang sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ti là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang sang vú sang vú tăng tì hí tha nề hí tá ma hằng ru mí râm ma năng. Yat saka ye na wa cha ya manasa natthi dukkha tăng sang vú tăng tì hí tha nề hí tá ma hằng ru mí râm ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yasaka ye na wa cha ya manasanatthi dukkha tang sang vu tang ti thi na ne
tamahang ru miramanang. Dạ con đã đọc kệ xong, con kính gửi mít là đạo tràng Mô Bút Tha. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Tâm An. Giọng kể cũng như thế nào ha Tâm An ha, rất là giỏi. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ. Con xin sám hối ạ. Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa đưa tay không thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị nha. Quỳnh nào Quỳnh chưa? Quỳnh nào Quỳnh trả bài chưa? Quỳnh, Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Quỳnh nào Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, có cầm mic hay không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Hiệu à. Dạ, trước nhất con xin sám hối với Ngài và đạo tràng, và cũng kính cảm ơn Kim Nhung. Dạ, hôm nay lúc ở lớp học Bích Tha Thăm Má thì Quỳnh Chánh Ngộ có nhờ con đọc kinh, mà không biết sao mà con nằm con ngủ quên mất tiêu luôn. Dạ, nên là khi con giật mình dậy con thấy là 4 giờ 4 phút rồi. Giờ thấy Kim Nhung đã đọc kinh, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nhật Quỳnh đã hứa với Quỳnh Chánh Ngộ nhưng mà không có giữ tròn lời hứa. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ Quỳnh, đã Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có trả bài không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? Dạ, nếu không có tín hiệu, Nhật Quỳnh xin phép trả bài, còn vị nào chưa trả bài thì xin mời bằng tay nha quý vị. Tại nãy giờ Nhật Quỳnh lặng hơi sâu nên Nhật Quỳnh không có biết vị nào đã trả bài rồi, vị nào chưa, thì mình giờ chót thôi ạ. Dạ, con xin trả bài trước ạ. Câu Pháp Quốc Kinh 391. Yasakaye na wa yamanasa nati dukkha tang sang yu tang te hi tha ne hi tam ahang su mi ram ma nang. Yasakaye na wa cha yamanasa nati dukkha tang sang yu tang te thi ta nề hi ta ma hằng su mi sam ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá trường âm nhấn, xá đoạn âm, ca dê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, qua cha hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, ma ná hai đoạn âm, xa trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thi đoạn âm, đức trường âm nhấn, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaka ye na wa cha yamanasa nati dukkha tang. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú trường âm, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ti trường âm thông thường, hí đoạn âm, tha nê hai trường âm thông thường, hí đoạn âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su trường âm thông thường. Mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang vu tăng ti hi tha nê hi ta ma hằng su mi sam ma năng. Dạ con xin ôn lại hết 4 câu. Ya sakka ye na wa cha ya mana sa na ti duk ka tăng sang vu tăng ti hi tha nê hi ta ma hằng su mi sam ma năng. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà La Môn. Và đây là... đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kệ. Nhật Quỳnh thấy Quỳnh đã Quỳnh chạy ra chạy vào, Quỳnh có cầm mít không? Quỳnh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha, để không thì Ngài khóa sổ đó nghe. Ya sa ka ye na wa cha ya ma na sa na ti duk ka tang
sang vô tăng tê thì tha nê tạ ma hăng su mì sâm ma năng và sa ca dê na quả cha gia ma na sa na thì đức ca tăng sang vô tăng tê thì tha nê tạ ma hăng su mì sâm ma năng. Dạ kính cảm ơn Vinh An Trần. Dạ nam mô Bích Thai giá. Dạ bạch ngài, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Dạ cha thú lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Sa thú, sa thú, xin Nhật Quỳnh bầu chót ha. Hôm nay vị nào đọc cũng hay, nhưng mà đừng có thử ha. Nhiều khi quý vị để lại một cái điểm nhấn cho đạo tràng biết rằng quý vị đọc nhưng mà có theo dõi hay không. Ở đây muốn nói rằng quý vị đọc rất là căn bản, quý vị rất là chuẩn, nhưng mà nhiều khi muốn để rơi rớt một cái gì đó để cho đạo tràng coi có theo dõi mình đọc hay không. Thôi quý vị cứ đọc thiệt nha, chứ đừng có để những cái lỗi nho nhỏ rồi tạo ra một cái sự không hay nha. Quý vị đọc, quý vị biết, quý vị đúng, quý vị sai, chắc chắn là như vậy, thì quý vị cứ thật lòng đi. Hôm nay thì sự tham gia của quý vị, thì tầm cầu học hỏi của quý vị tinh thần rất là cao, mỗi người một vẻ ha. Giọng trầm, giọng cao, rồi cái giọng kim, nghĩa là nó gọi là kệ thì sao cũng được hết á. Cái quan trọng là chúng ta biết đó là trường âm, đoạn âm. Đi sâu vô chi tiết là trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, để chúng ta đọc chúng ta vững tin ha. Rồi rất là hoan hỷ sự tham gia của quý vị, có nhiều vị mới rất là tiến bộ, nhiều vị cũ sợ quên rồi vô ôn lại, thì đây là một cái tinh thần mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Thôi thì bây giờ chúng ta đi vào từ vựng và tìm hiểu cái duyên sự câu Phật ngôn này. Câu đầu tiên: Yasakaye navacaya, Yasakaye navacaya, Yasakaye navacaya, có ba từ ha. Yasa do đại từ ya, đây là một đại từ quan hệ, nhưng mà chữ ya đó nó được chia theo sở hữu cách số ít, chát thí quỷ phát tí e ca quá trình ha. Cho nên giá biến thành giá xa. Giá xa là của vị nào, của vị nào, cái gì của vị nào. Ca dê na, chữ ca giá nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga, nhưng mà nó được chia theo sử dụng các số ít, ta tì gia quy phát tí e ca quá trình á. Cho nên ca giá biến thành ca dê na. Ca dê ná có nghĩa là do thân hay là bằng thân. Bằng thân hay là do thân của vị nào. Rồi, chữ qua cha giá. Qua cha giá do cái từ qua cha. Qua cha là một danh từ nữ tính, Akranta Ithilinga. Và qua cha này cũng được chia theo sử dụng cách số ít, ta thì gia quy phát tí e ca quá trình á. Cho nên qua cha biến thành qua cha giá. Qua cha giá do lời nói, bằng lời nói của vị nào. Câu số 2: tức là do chữ giá xa trước đó, do lời nói, bằng lời nói, qua cha giá. Nhưng mà có chữ giá xa thì
cái thân, cái khẩu của vị nào. Rồi sao? Câu số 2. Manasa natthi dukkha tang. Manasa natthi dukkha tang. Manasa do cái từ manasa. Manasa đây là một danh từ trung tính, akarantana pum sakalinga. Manasa được sử chia theo sử dụng cách số ít, tức là tadiya vipatti ekavachana. Cho nên manasa biến thành manasa. Manasa là do ý hay là bằng tâm. Do ý hay là bởi hay là bằng tâm. Rồi, natthi là không có, chỉ ná cộng với atthi. Ná là không, atthi là có. Natthi là không có. Rồi, dukkha tang. Natthi là không có. Ná là không, áp thi là có. À, hai từ này đi chung với nhau thành ra ná thi là không có. À, rồi đúc cà tăng do cái từ đúc cà ta à, thì chúng ta thấy rằng tiếp đồng ngữ đú ở phía trước có nghĩa là xấu, là ác, là sai, là sai quấy ha, chỉ đú. Và sao cá tá, cá tăng, cá tá đây là do cái động từ cá rô tí. Nhưng mà cá tá ở đây nó là một danh tỉnh từ, tức là việc đã được làm, việc đã được làm. À, dukkata nó được chia theo đối cách số ít, dutiya vipatti ekavachana, cho nên dukkata biến thành dukkata, việc làm quấy, à, việc làm sai, việc làm quấy, việc làm sai. Vậy này, ý nghĩa của hai câu này. Yassa kaye na vacha yamanasa natthi dukkha tang. Yassa kaye na vacha yamanasa natthi dukkha tang. Đối với vị nào việc làm quấy do thân, do khẩu, do ý là không có. À, câu 1, câu 2 ha. Quý vị nào việc làm sai quấy do thân, do khẩu, do ý không có. Rồi, chúng ta đến câu số 3. Câu số 3. Sang vũ tăng tì hi tha nê hi. Sang vũ tăng tì hi tha nê hi. Câu số 3 có 3 từ. Sang vũ tăng. Sang vũ tăng, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ sang ở phía trước. À, tiếp đồng ngữ này có nghĩa là tự mình, hoàn toàn hay là cùng. Rồi chữ vũ tăng, vũ tăng do căn ngữ quát có nghĩa là điều phục, ngăn che, phòng hộ. Điều phục, ngăn che, phòng hộ. Ở đây nó đứng làm đối cách số ít ha. Sang vũ ta nó biến thành sang vũ tăng. Dutiya vipatti ekavachana. Sang vũ tăng đã được thu thúc, đã tự mình điều phục, đã được thu thúc, đã tự mình điều phục.
Cái từ thứ hai, tì hí. Tì hí do tí. Ở đây nói về 1, 2, 3, 4, tức là nói về số thứ tự. Tí, con là thứ ba. Ví dụ như ta tí dầm bí, lần thứ ba. Thì chữ tí này, nó được chia theo sử dụng cách số nhiều. Sử dụng cách số nhiều. Ta thì giao được phát tí bổ quá trời ná. Cho nên chữ tí biến thành tí hí. Tí hí là ba. Ba đây không phải là cha, mà 1, 2, 3, số thứ tự. Rồi, tha nê hí. Tha nê hí. Ở đây, tha nê hí. Nó là một danh từ trung tính ha. Tha ná. Ác răn tá ná phùm sắc cà linh gà. Nhưng mà chữ tha ná, nó được chia theo sử dụng cách số nhiều. Ta thì giáo vụ phát tí ê câu quá trình á. Cho nên tha ná biến thành tha nê hí. Tha nê hí là những nơi, những vị trí, những nơi, những vị trí, những chỗ, mà những nơi, những chỗ, những vị trí đó, tức là ba cái vị trí của thân khẩu vị ha. Ba cái vị trí của thân khẩu vị ha. Rồi, tha nê hí. Như vậy thì chữ cái câu cuối cùng tam hăng prumi pram năng, ta gọi vị ấy là bà la môn ha. Đến nhanh lúc còn ha, thời gian cũng trôi qua rồi. Vậy thì câu số 3, câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Sang u tăng tì hi tà nề hi tam hăng prumi pram ma năng. Người nào hay là vị nào đã thu thúc mà thân khẩu ý, ta gọi vị ấy là bà la môn. Người nào tức là do chỉ vô chỉ giá xá trên cùng. Người nào thu thúc và tức là thân khẩu bảy thì ta gọi là bà la môn. Câu Phật ngôn 391, sau khi tìm hiểu nghĩa ngữ vựng xong. Đối với vị nào việc làm quấy do thân khẩu ý là không có, vị nào đã thu thúc ba nơi thân khẩu ý, ta gọi vị ấy là bà la môn. Đối với vị nào việc làm quấy do thân, do khẩu, do ý là không có, nào đã thu thúc được ba nơi thân khẩu ý, ta gọi vị ấy là bà la môn. Vậy thì với lôi dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức về thể thơ Lục Bát, với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa vô vi, ngày đêm tỉnh giấc hộ trì, và là môn ấy đúng vì danh xưng. Với người ba nghiệp ác xa là thân khẩu ý ôn hòa vô vi, ngày đêm tỉnh giác hộ trì, bà la môn ấy đúng vì danh xưng. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu, với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà la môn. Tại sao có câu Phật ngôn 391 này? Nguyên nhân là khi mà Đức Phật Ngài ở tại chùa Kỳ Viên thì một sự việc xảy ra, đó là đề cập đến vị trưởng lão ni Maha Vacca Vatthikottami. Quý vị đánh thử coi Maha Vacca Vatthikottami, quý vị đọc trôi chảy quá về Pali ha. Bây giờ quý vị chát lên thử coi đúng tên của vị thánh ni này không.
Maha Bacha Batigo Tamu. Rồi, Sinh Nhật Quỳnh mà đưa lên thì không có ý kiến nữa ha. Quý vị thấy Sinh Nhật Quỳnh tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Trưởng lão ni Maha Bacha Batigo Tamu cùng với tùy tùng đã thọ trì 8 trọng pháp mà Đức Phật đã ban hành. Điều thứ nhất, tỳ khưu ni dù 100 tuổi hạ cũng phải đảnh lễ vì tỳ khưu mới xuất gia trong ngày. Quý vị nghĩ sao? Vì tỳ khưu ni dù là 100 tuổi hạ nhưng phải đảnh lễ một vị tỳ khưu mới tu. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, Huynh Ân Trần đánh lên sai rồi ha. Đánh lên giống như Sĩ Nhật Quỳnh đó mới đúng ha. Điều thứ hai, vị tỳ khưu ni phải nhập hạ nơi có tỳ khưu tăng ha. Nếu mà sống xa các vị tỳ khưu tăng thì đó cũng không thành công. Cho nên phải nhập hạ ở nơi mà có tỳ khưu tăng, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, tỳ khưu ni phải hành uposatha ở lưỡng phái tăng, tức là bên nam và bên nữ, chứ không thể tỳ khưu ni hành bồ tát riêng cái hệ của mình. Tức là tỳ khưu ni phải hành uposatha, tức là phát lộ Bồ Tát ở Chư Tăng rồi bước về bên ni làm việc. Điều thứ ba, tỳ khưu ni phát hành Pavaratna ở lưỡng phái tăng, tức là giữa tăng và ni. Pavaratna có nghĩa là tự tứ, phê và tự phê, tức là phải nói lên cái lỗi của mình để tăng chúng coi như là giáo giới hành phạt tùy theo cái lỗi lớn nhỏ. Thì đây là lễ tự tứ, lễ Bồ Tát, điều thứ ba và điều thứ tư. Tỳ khưu ni phạm trọng pháp và hành phạt bất khả mà nát tá ở lưỡng phái tăng, tức là khi phạm tội thì tỳ khưu ni này phải bị phạm đàn. Bất khả mà nát tá phạm đàn có nghĩa là hành phạt giống như bị ở tù vậy. Tức là phải như vị này phải phạt trong vòng thời gian bao lâu do cái lỗi nặng lỗi nhẹ, gọi là bất khả mà nát tá. Điều thứ sáu, học ngữ Sikkhamana phải thọ trì 6 giới trong 2 năm liên tục mới được xuất gia thọ cụ giới trước lưỡng phái tăng. Học ngữ Sikkhamana tức là người Sayini tập tu lên tỳ khưu ni. Muốn tập tu lên tỳ khưu ni thì trong thời gian đó phải thọ trì 6 giới. 6 giới đầy ngũ giới và thêm một giới nữa, tức là không ăn chiều. Thọ trì 6 cái giới này trong liên tục 2 năm. Và khi mà thấy hành kiến tốt đẹp thì mới được xuất gia thọ cụ túc giới, tức là thọ tỳ khưu ni. Mà thọ tỳ khưu ni là phải trước lưỡng phái, tức là có Chư Tăng, Chư Ni, chứ không phải là mình làm việc riêng bên ni. Như vậy là không thành tựu. Điều thứ bảy, tỳ khưu ni không được khiển trách và lăng mạ tỳ khưu tăng. Cái điều này thì kỳ Đức Phật rất là nghiêm túc, nhưng mà bây giờ thì thấy những tỳ khưu ni hay là nhiều cái cô tu nữ mà lớn hạ cũng y áo còn cũng chính tệ, rồi có những vị tỳ khưu mới tu rồi về giới luật không rõ cũng quỳ lại. Rồi quý vị này, trưởng lão ni này thì cũng chấp nhận ngồi im ru chúc phúc,
Cái điều này chúng tôi đã từng thấy. Và ở tại chùa Liên Hoa thì chúng tôi có chấp cái vị tỳ khưu ni già đó không nên thọ nhận lễ bái của một vị tỳ khưu trẻ. Cái điều thứ 8, tỳ khưu ni không được giáo giới tỳ khưu, chỉ có tỳ khưu mới được phép giáo giới cho tỳ khưu ni. Điều này theo chiều Đức Phật thì rõ ràng dạy cho tỳ khưu ni học, thì Đức Phật đã phái những cái vị mà có khả năng mà thường xuyên, đó là ngài Ananda. Thì khưu ni dù có giỏi bao nhiêu cũng không thể dạy, không được phép giáo giới cho các vị tỳ khưu tăng. Thì đây là 8 cái pháp cung kính hay là bát kính pháp. Khi mà Đức Phật đưa ra 8 điều này thì bà Maha Vajrapati Gotami hoan hỷ thọ lãnh 8 cái trọng pháp này như là người thích trang điểm nhận lãnh những vòng hoa với cái sự yêu thích quý trọng. Khi mà đã thọ cô túc giới rồi thì bà Maha Vajrapati Gotami không có tế độ sư, không có y chỉ sư, cho nên các vị tỳ khưu ni sau này đã nói bà Gotami là không thành tựu. Và thời gian sau này có chuyện ấy được lan rộng bàn tán một cách xôn xao. Bà Gotami Maha Vajrapati không có tế độ sư cũng như không có y chỉ sư, cho nên bà không phải là tỳ khưu ni. Bà đã tự động đắp y. Có chuyện này được bàn tán và các vị tỳ khưu ni không chịu hành Uposatha Bồ Tát và Pavarana tự tứ cùng với bà Maha Vajrapati Gotami. Chư tỳ khưu ni mới đem cái việc này trình lên Đức Thế Tôn. Và Đức Phật đã phán dạy rằng: này chư tỳ khưu ni, 8 trọng pháp mà Như Lai ban hành cho bà Maha Vajrapati Gotami chính là tế độ độ sư của bà. Các người chớ có hoài nghi đối với một bậc thánh vô lậu là người đã chấp hành khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Và ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 391 này. Đưa lên cho quý vị thấy câu Phật ngôn này rất là có giá trị. Yasakaye na vaca yamanasa nati dukkha tang sang bhutang ti sithane hitamahang pru mikramanang. Đối với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, gọi bà là một. Dứt câu Phật ngôn này rất là nhiều vị chứng đạt thánh quả, nhất là đạo quả, tu đạo quả. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng thái nữ chê bà Gotami xuất gia không đúng, tỳ kheo ni không thầy tế độ, thầy tiếp dẫn mà dám làm ngang tự đắp y. Họ không sám hối với sư bà, lại đốc xúi nhau hỏi Phật Đà, Phật bảo chính ta thầy tế độ, cả thầy tiếp dẫn cũng là ta. 8 trọng pháp cho nữ xuất gia tỳ khưu ni đã thọ trì qua với người tâm nghiệp đều thanh tịnh, còn có chi đâu sợ ác tà. Như vậy thì duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong ha. Ở đây nói lên là bà Gotami, một người nữ tu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật, xin Đức Phật xuất gia đến 3 lần nhưng mà Đức Phật từ chối, Đức Phật không cho. Và ngài Ananda mới xin hộ năn nỉ, đặt ra câu hỏi:
Bạch Đức Thế Tôn, người nam tu được thì người nữ cũng tu được. Người nam chứng đắc thánh quả và người nữ cũng có thể chứng đắc thánh quả. À, tại sao à, ngài không cho bên nữ xuất gia? Vì Đức Phật ngài nói là nữ làm cho phạm hạnh bị tổn giảm giáo pháp thì không được bền lâu. À, chính vì vậy cho nên à, người nữ mà xuất gia thì cũng có nhiều cái bất tiện, có nhiều cái bất tiện. À, ví dụ như trong một gia đình có một người nam thì trong gia đình đó cảm thấy nó êm ấm và trộm cướp nó cũng hơi ngang ngán một chút ha. Còn cả trăm người nữ thì coi xin lỗi, nó cũng ồn ào. Mà nhất là ví dụ hai người nữ với một công việc ha, thì thành ra một cái chợ. Anh chỉ là người nữ nó là miệng mồm quá đi à. Thì ở đây ngài đang đà nêu lên vấn đề nam tu được chứng đắc thánh quả được thì nữ cũng có thể chứng đắc thánh quả được. Bà năn nỉ Đức Phật và Đức Phật đã cho bà Tỳ Kheo Ni, bà Mahāpacchāpati Gotami, tức là di mẫu của Đức Bồ Tát, rồi 500 cung nữ nữa, chứ không phải riêng một mình bà Gotami, mà đi bộ, đi giữa chân trần, tự mặc y để năn nỉ xin Đức Phật. Nhưng mà ba lần Đức Phật cũng đồng ý. Quý vị biết là những công chúa, là những hoàng hậu, là những công nương mà bây giờ đi chân không đầu trần, đi đến với một cái tấm lòng thành như vậy, ngài Ananda đã xin và Đức Phật cho phép xuất gia bằng cách 8 trọng pháp, tức là 8 cái pháp cung kính này. Rồi bên Tỳ Kheo Ni sau này á, hồi nay khi mà ban hành 8 trọng pháp và thọ trì giữ theo 8 trọng pháp này, thì bên Tỳ Kheo Ni sau này mới nói rằng như vậy là thiếu thầy tế độ nè, thiếu thầy y chỉ nè, cho nên bà Gotami không thành tựu. Quý vị biết trong Phật giáo có 5 hạng thầy. Hạng thầy thứ nhất là thầy tế độ, thầy tế độ gọi là Bopacha Cha Dị Tinh Cha Dị Gia, Bopacha Cha Dị Gia gọi là thầy tế độ. Thầy tế độ tức là cái vị thầy này với một cái lòng coi như bi mẫn, dẫn dắt một người trên hình cư sĩ trở thành một người tu sĩ, đó là cho xuất gia sa di, hay là cho xuất gia sa di ni, vân vân. Thì từ cái hình tướng một người cư sĩ trở thành một người tu thì đó gọi là thầy tế độ Bopacchāca-riya. Vị thầy thứ hai gọi là Upasambhadācārya, vị thầy cho thọ cụ túc giới. Cụ túc giới hay là tỳ kheo, thì cái vị mà cho thọ cụ túc giới này, giới tử tức là sa di đó phải là trên 20 tuổi, hành kiểm tốt, hành kiểm tốt kinh luật, phẩm hạnh oai nghi coi như tương đối ổn định thì mới được xuất gia tu tỳ kheo. Mà xuất gia tu tỳ kheo gọi là Upasambhadācārya. Còn mà bên sa di, bên ni á, thì muốn tu lên tỳ kheo phải là 2 năm làm thức xoa, tức là Sikkhāmanā. 2 năm như vậy học hỏi về kinh luật, hành kiểm tốt trên 20 tuổi thì mới được cho tu làm tỳ kheo ni. Vị thầy thứ hai là thầy coi như là cho thọ cụ túc giới ha, tức là vị thầy thứ ba Nissayācārya, thầy nương nhờ. Thầy nương nhờ là một vị thầy có tài đức để cho cái vị tân sư đó, dù sa di dù là tỳ kheo, sa di thì phải nương nhờ suốt đời ha. Còn nếu mà tỳ kheo thì phải là trên 5 năm mới được xa cái vị thầy nương nhờ này.
vị thầy nương nhờ hay là vị thầy ý chí đó. À, vị thầy thứ tư là vị thầy Thâm Ma Cha Đình Giá, vị thầy dạy pháp. Vị thầy này hướng dẫn cho chúng ta về kinh này, về luật này, về luận, thì có thể rằng tìm những cái vị giỏi để chúng ta bổ sung về kiến thức về Phật học để có chiều sâu trong sự tu tập, thì đó là gọi là thầy dạy pháp. Vị thầy thứ năm gọi là Ovada Chariya, tức là vị thầy giáo giới. Vị thầy này khuyên răn chúng ta, nhắc nhở chúng ta, chứ nghĩa là phạt chúng ta khi mà chúng ta vi phạm về giới luật. Khi chúng ta vi phạm về giới luật thì cái vị thầy này răn đe, sửa chữa, có thể là phạt cấm phòng, có thể là phạt hành phạt, hoặc là thế này thế kia, để cho cái vị đó thấy mà chừa, sợ lo tu tập. Như vậy thì chư ni sau này mới nói rằng, ồ, bà Gotami tu không có thầy chế độ, tức là cái vị thầy đầu tiên ha, Bodhicitta Chariya, rồi vị ý chí là nương nhờ Nissaya Chariya, cho nên không có hành Bồ Tát, tức là phát lộ, kể lên cái tội lỗi của mình, hoặc là không hành Pavarana, nói lên cái lỗi của mình để sửa chữa, tự phê. Thì họ xa rời bà. Nhưng mà Đức Phật khẳng định tám bát chánh pháp, đó là ý chỉ sư của bà Gotami, và chính cá nhân của Đức Phật ban hành bát chánh pháp, thì Đức Phật chính là tế độ sư cho bà Gotami. Duyên sự của Phật ngôn này là như vậy. Rồi, thời gian trôi qua trễ 2 phút rồi bà con ơi. Quý vị thông cảm ha. Hôm nay hơi dài dòng tí. Nhưng mà quý vị có thắc mắc gì á, sẽ ngày mai nè, sẽ gặp Ngài Liễu Tông nêu ra những vấn đề này. Còn bây giờ thì Tỳ Khưu Ni đối với Nam Truyền không có, chỉ có tu nữ thôi. Nhưng mà còn một số xuất hiện Tỳ Khưu Ni, cái chuyện đó quý vị thắc mắc thì gặp Ngài Liễu Tông ha. Còn chúng tôi coi như là không có đề cập đến cái vấn đề này. Chấm dứt tại đây để khỏi rắc rối ha. Với còn 391 cho chúng ta thấy rằng thời kỳ Đức Phật tu hành nó cũng khó khăn ha. Thế rồi bây giờ có những người ta thắc mắc, mà thắc mắc chính trong thời kỳ của Đức Phật này, và Đức Phật đã giải tỏa để cho chúng ta thấy cái gì nó cũng rõ ràng. Rồi, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin vô biên chư thần giác đặc giác và xin văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam Truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Quý vị thấy chán không? Chưa cho nó ăn cho nó chạy tới đây nó quậy rồi. Thôi, xin phép quý vị cho gà ăn ha. Xin nhiều quên ơi, cầm micro. Tiên tiên địa tiên vân tập nơi đây, mong cơi lòng quan nghĩ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn nhân loại vốn đêm ngày hồi hương phước lành đến chư tiên, những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể do vậy.
châu báu thù diệu mộc với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phong pháp bân tử tôi thường đi dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chân pháp ấy thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chinh chăm là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại là chú đức thằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chinh chăm pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đăng thiền thệ được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kéo chôn chằn xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma theo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quật vô hộ tâm phật nội bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chặt rồi vậy chính đinh phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đinh phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đinh phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc kim chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy di thành đảnh lễ đức phật
Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại cảnh lễ và cúng dường, cùng với chân tôn thầy tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên dân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc.